Thử ăn nguyên vỏ luôn coi sao nha các bạn. Thử coi cái độ chua nó tới đâu. Mình chấm mắm ruốc nè. Thơm quá, thơm luôn. Đây, trái to hơn nè. Các bạn, bạn từng ăn cóc chấm mắm guốc, xoài chấm mắm guốc nhưng mà chắc là chưa thử là dâu dâu Hà Châu này chấm mắm guốc rồi đúng không? Xin mời bạn nha. Bạn xem video dâu chấm mắm guốc của em thì nhớ cho em xin một lượt like và lượt đăng ký kênh nha các bạn. Xin chào các bạn nha, mình là Trúc Phương đây các bạn ơi, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình có mấy trái dâu Hà Châu nè các bạn, dâu vàng. Nó hơi bị thâm thâm tí xíu là tại vì cũng mấy hôm rồi các bạn. Hôm nay cũng được một ít mắm ruốc nè các bạn, suy nghĩ ra một cái ý tưởng từ những trái dâu này. Sẵn mình sẽ làm cái clip rồi gửi đến các bạn luôn. Thì mắm guốc này là mắm guốc Chí Hải, mình sẽ dùng dâu này chấm mắm guốc ăn xem thử coi cái mùi vị nó ra sao. Đây thì mình hồi nãy bên nhà các bạn, mình lấy mắm guốc với ớt với một ít bột ngọt, xé mỡ tỏi, cái mình để mắm guốc vô mình hắn cho nó chín lại rồi mình mới đem qua đây để mình mời các bạn dùng với mình nè. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng dùng với mình nha. Đây là dâu Hà Châu nè các bạn. Dâu Hà Châu này người ta đi bán ngang nhà mình đó, cái bà lão kia kìa, cũng tội nghiệp lắm. Bà mua đi bán lại hay sao á, bà bán một bọc 1 ký, bà vô bọc sẵn, mình chỉ cần lấy bọc nào mình lấy thôi chứ mình không được lựa. Mà một bọc như vậy là 1 ký mà 8.000.
ba bọc thì nó 20.000. Mình lấy cho bà ba bọc mua tiếp bà, hôm nay cũng chưa có ăn nữa. Bà lão già cũng tội nghiệp. Mình xin mời các bạn nha, mình thử ăn nguyên giỏ luôn coi sao nha các bạn, thử coi cái độ chua nó tới đâu. Mình chấm mắm ruốc nè, thơm quá thơm luôn. Chua chua lắm các bạn, có cái mùi thơm 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 thơm, cái mùi của vỏ dâu. Đây trái nữa nha, nếu như mình lấy trái to hơn đi. Thì mình sẽ lấy trái to hơn, cái trái nhỏ nhỏ thì cái vỏ nó dày. Đây trái to hơn nè các bạn. Bạn từng ăn cóc chấm mắm guốc, xoài chấm mắm guốc, nhưng mà chắc là chưa thử là dâu dâu Hà Châu này chấm mắm guốc rồi đúng không? Xin mời bạn nha. Ngon. Ngon mà khá là chua luôn. Hồi lúc mình còn nhỏ á, mình ăn chanh. Chanh nhưng mà mình gọt cái vỏ ra, tại lúc còn nhỏ mà các bạn, thì đâu có gì đâu mà để mà ăn. Mặn mặn, mặn mặn mà nó thơm thơm, rau thì nó chua chua ngọt ngọt. Các bạn, ở gần chỗ mình thì ở ngoài khu vực Ngã Bảy á các bạn, có cái vườn dâu đó cũng lớn lắm. Hồi năm năm trước năm gọi vậy, tới mùa dâu mình cũng có ra ngoài, nhưng mà lúc đó thì chưa làm YouTube. Không phải lúc đó mà có làm YouTube thì chắc cũng quay cho các bạn xem. Mà hôm nay không có đi được, cũng hơi buồn buồn. Ngoài đó thì dâu xanh, dâu vàng đều như nhau luôn. Chút về bắt cá không? Chút qua bên kia giăng lưới nha. Ha. Bên kia giăng lưới mình kiếm cá mình nướng ăn. Ở bên cái mương của bác Hai á, cái mương chỗ mà đợt trước mình đi kéo đó con nhớ không? Giờ bên đó chắc có cá á. Lâu lắm rồi không ăn cá nướng lùm chuối. Ha. Chào các bạn, đi rồi mình về, mình đi bắt cá. Xin
chào và hẹn gặp lại các bạn nha.